con vẫn vươn sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước thiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng ước mơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh miệt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, nhìn chung xa ai còn bấm vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước thiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kết tương. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Cùng hướng tầm mắt của mình trở về phía chiếc bàn dây dựng nhất trong buổi chiều hôm nay, cùng chào đón hai mẹ sinh thành ra cô dâu và chú rể cùng với chú rể của Tuấn trong buổi trưa hôm nay, với nghi thức đầu tiên đó là khơi chầu sinh nết để xin dâu. Vậy xin mời ngày mẹ của chú rể của Tuấn hãy mở khơi chầu sinh nết xin dâu ra đi ạ. Mở ra đi ạ. Và hãy trao tận tay cho ngày mẹ sinh thành ra cô dâu Thu Thảo trong buổi trưa hôm nay với khơi chầu sinh nết để xin dâu tại tư gia khuôn viên của gia đình anh tôi. Trước sự minh chứng của tất cả quý vị, xin mời. Rất tuyệt vời. Và rất là xin mời hai mẹ cùng với chú rể Ngọc Thuấn cùng trở về bên phía tầng 2, nơi cô dâu Thu Thảo đang ở tại đó. Chính thức đón cô dâu Thu Thảo ra làm nhiệm vụ thắp hương lễ bái gia tiên, xin mời. Chào mừng ngày vui duyên mới.
của gia đình ấy, tôi xin mời. Cái đó. À, chúng ta cùng đứng dậy tại chỗ, chúc chồng nó khỏe chân ạ. Và xin mời quý vị khách quý, chúng ta cùng hướng tầm mắt của mình trở về phía các bạn trẻ trong buổi chiều hôm nay. Hiện diện trước mặt quý vị đó là cô dâu Thu Thảo cùng chú Dê Ngọc Quấn cùng với hai mẹ của mình trong buổi chiều hôm nay. Chính thức cúi chào tới tất cả quý vị, một tràng pháo tay lớn từ quý vị dành cho tất cả chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin mời cô dâu chú rể cũng như hai mẹ an toàn tại chỗ, xin mời cô mình trở về phía chiếc bàn danh dự hạnh phúc nhất trong buổi chiều hôm nay. Và đầu tiên cho phép tôi MC Tú Phạm, người dẫn chương trình điều hành cùng với tất cả quý vị, được thay mặt cho gia đình nhà gái với dì chú bác cùng bạn bè lao nước thành niên, đặc biệt đoàn đại biểu đón dâu nhà trai với một chặng đường khá dài từ quê đất mẹ thân thương nơi sinh thành ra chú rể Ngọc Tuấn tại 67 thôn Đa Cốc, xã Bình Thành, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Một chặng đường khá dài đã an toàn cập bến tại Tư Gia tiệc cưới phòng trà của gia đình tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin gửi toàn thể quý vị quý lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, lời chào long nhiệt nhất. Được sự tác hợp vun vén xe duyên của đôi bên gia đình, được sự đồng tình của đôi bạn trẻ đó là cô dâu Thu Thảo cùng chú rể Ngọc Thuấn trở về đây tại Tư Gia, khuôn viên của gia đình gái tôi sẽ long trọng tổ chức lễ vu quy tác hợp xe duyên, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho mối tình cao đẹp nhân duyên của hai em, đó là cô dâu Thu Thảo cùng chú rể Ngọc Thuấn chính thức nên nghĩa vợ tình chồng. Hòa chung với niềm hạnh phúc đó, chúc mừng cho tình nghĩa thông gia giữa hai nhà mãi mãi xanh tươi, trường tồn bền vững. Và giờ đây xin mời tất cả quý khách quý, chúng ta cùng tự nhiên mời chầu, mời nước, mời thuốc, mời trà. Và để mở đầu đại lễ vu quy hạnh phúc chúng tôi trong buổi chiều hôm nay với hai em, thì thay mặt cho ban tổ chức trân trọng được kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho dòng tộc Bí Ẩn Trai, mời bác của hiện diện trở về sân khấu sẽ có đôi lời phát biểu dân dâu trong buổi chiều hôm nay. Trân trọng tha thiết kính mời bác. Được sự ủy quyền của các cụ, các ông, các bà của họ nhà trai, tôi xin đại diện thay mặt cho nhà trai xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và bạn bè lao động thanh niên của hai bên gia đình và nhất là họ nhà gái lời chào trân trọng nhất. Thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các anh chị em nam nữ thanh niên về dự hôm nay, trải qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu đến hôm nay được sự vun đắp của gia đình, hai bên gia đình, các cháu đã lên vòng thành chồng chính thức. Hôm nay cháu Thảo, cháu Thu Thảo chính thức là con dâu ông bà Tuyên và là cháu dâu của gia tộc chúng tôi. Và hôm nay chúng tôi cũng trao người con rể là cháu Thuấn về làm con rể và cũng là cháu rể cho họ nhà gái. Vậy để đảm bảo cho được cái thời gian, và cái thứ hai nữa là gia đình chúng tôi cũng rất trân trọng kính mời các cụ, công, các bà và phái đoàn họ nhà gái sắp xếp thời gian cho chúng tôi được đón dâu trước một giờ, tức là một giờ kém là cho chúng tôi được đón dâu. Vì sao? Là vì năm thì chọn tháng, tháng chọn ngày và lại chọn giờ. Như vậy đã ý định, nếu muốn được như vậy thì tất cả các ông, các bà cùng các anh chị em là ủng hộ cho chúng tôi về cái thời gian, xin trân trọng cảm ơn. Rất tuyệt vời ạ. Cho phép cho MC Tú Phạm, người dẫn chỉ trong buổi chiều hôm nay, xin được thay mặt cho gia đình hai nhà chúng tôi trong buổi chiều hôm nay cùng với tình cho cô dâu Thu Thảo cùng chú rể Ngọc Thuấn. Và vừa rồi quý vị đến với lời phát biểu xin dâu của vị trưởng đoàn quý dọc ở nhà trai chúng tôi hiện diện trở về đây. Ngày hôm nay là ngày bách liên hòa hợp, ngày vạn vật ưu tú gia hòa, ngày mà ông Tơ Bảo Nguyệt đã chính thức xe sời chỉ hồng, tác hợp xe duyên, chúc phúc cho hai trái tim hòa chung một nhịp đập. Và để minh chứng cho tình yêu đó thì xin mời cô dâu để tặng bó hoa về phía bàn đi ạ. Và xin mời chú rể Ngọc Thuấn cùng với cô dâu đứng dậy tại chỗ đi ạ. Và xin mời chú rể Ngọc Thuấn hãy cầm bó hoa tươi thắm của mình lên ạ. Hãy tặng cho người vợ, người bạn đời của mình bó hoa hạnh phúc nhất trong ngày cưới, trước sự minh chứng của tất cả vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Bó hoa anh tặng cho em trong ngày cưới để về làm vợ, làm con dâu của mẹ của anh, xin mời. Rất tuyệt vời với bó hạnh phúc nhất mà chú rể Ngọc Thuấn đã trao tặng cho người vợ, người bạn đời của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và anh nhớ quý trong buổi trưa ngày hôm nay, để rồi mong manh chiếc nón quai thao, che mưa che nắng đường xa mẹ về, dù phố thị tới làng quê, ở đâu nón cũng nguyện che mái đầu. Xin mời hai mẹ khởi thân đứng dậy tại chỗ. Và xin mời với một thủ tục tiếp theo nghi thức, đó là trao nón cưới. Và xin mời người mẹ sinh thành ra cô dâu
thu thào. Hãy mời mẹ vụ hãy buộc cả lốt sợi dây còn lại của chiếc lón quay thao đi ạ. Đó là sợi dây của mình. Siết chặt để nghĩ thông ra từ đây trước sự minh chứng của quý vị và sự minh chứng của tất cả và con đường phố trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Đây là kiến thức thủ tục chào lón cưới tại tư gia khuôn viên của gia đình nhà gái tôi. Xin mời. Rất tuyệt vời ạ. Và sau khi buộc nốt sợi dây quần này của chiếc lón quay thao là mái nhà lớn che chở cho hai con, thì sau khi chụp hình xong thì xin mời hai mẹ sinh thành ra cô dâu và chú rể hãy đội chiếc lón quay thao lên đầu người con dâu, người con gái của mình trong buổi trưa hôm nay. Đó là mái nhà lớn sẽ tượng trưng che chở cho hai con của mình về cuộc sống mai sau hạnh phúc ấm no đầy đủ hơn. Và xin mời hai mẹ hãy đội chiếc lón quay thao lên đầu của người con gái, người con dâu của mình đi ạ. Xin mời hai mẹ. Đây là mái nhà lớn tượng trưng che chở cho hai con của mình suốt cuộc đời mai sau. Xin mời Tịnh Võ Tử thiên kiêm biết bao nhiêu. Rất tuyệt vời và xin mời nhiếp ảnh gia cùng chụp lại như này đi ạ. Xin cảm ơn với tất cả tình cảm chân quý của hai mẹ dành tặng cho hai con của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa quý trong buổi trưa hôm nay, để rồi công cha tự lối Thái Sơn, nghĩ mẹ rộng lớn bao la dàng người, ơn cha nghĩa mẹ cả đời, sâu trong tận đáy lòng thời khắc tâm, cha vời vời non cao ơn dưỡng dục, mẹ mênh mông biển rộng đức sinh thành, phần làm con phải giữ tròn chữ hiếu, và con cái là vật tài sản vô giá của những người làm cha làm mẹ. Và hôm nay chứng kiến người con gái của mình đã chính thức lập thành gia thất theo tiếng gọi của trái tim, thì món quà vô giá đến từ người mẹ sinh thành ra cô dâu thu thảo. Trân trọng kính mời mẹ hãy trao tay những món quà kỷ vật cho người con gái, người con rể của mình trong buổi trưa hôm nay. Trân trọng kính mời món quà đến từ phía người mẹ sinh thành ra cô dâu thu thảo trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng được đón mời. Và xin mời cô dâu thu thảo cùng chú rể Ngọc Thuấn hãy thành kính đón nhận món quà của người mẹ sinh thành ra cô dâu thu thảo đã chắc chiêu dành dụng gửi tặng những món quà chân quý làm của hồi môn, làm hành trang bước vào cuộc sống về mai sau với một gia đình ấm no hạnh phúc đầy đủ hơn. Công sinh thành chăm lo dưỡng dục 9 tháng mang lặng đẻ đông, hôm nay con rời xa vòng tay của mẹ, mẹ không có nhiều có chút kỷ vật trao tay cho hai con, để rồi quà này mẹ tặng cho con, mong con hạnh phúc trên con đường đời, chúc phúc mẹ có đây lời, mong trai đứa trọn đời thủy chung. Tình công tử thiêng liêng biết bao nhiêu. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều, những giọt nước mắt rơi trên đôi má của hai mẹ con. Và xin mời người mẹ của cô dâu Thảo, mẹ ôm thật chặt người con gái của mình trước khi cô dâu Thu Thảo xuất giá tổng thu trở về nhà chồng ạ. Rời xa vòng tay của mẹ thân yêu, mong rằng mẹ sẽ luôn mạnh khỏe là chỗ dựa vững chắc nhất cho hai con của mình về mai sau. Xin cảm ơn món quà của mẹ rất nhiều trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì trân trọng được kính mời món quà đến từ phía gia đình nhà gái, trân trọng được kính mời món quà đến từ phía hai bác Thế, bác Nhiễu trong buổi trưa hôm nay sẽ cùng hiện diện trở về sân khấu trao tay những món quà chân quý cho hai cháu của mình trước khi cô dâu Thu Thảo xuất giá trở về nhà chồng trong buổi trưa hôm nay. Xin mời hai bác Thế, bác Nhiễu trong buổi trưa hôm nay ạ, với món quà chân quý trong ngày cưới. Xin mời. Món quà chân quý từ phía gia đình nhà gái thân yêu chúng tôi, từ phía hai bác Thế, bác Hiếu đã chắc chắn sử dụng để tặng món quà chân quý cho hai cháu trong buổi trưa hôm nay. Thay mặt cho hai em bên gia đình cảm ơn hai bác rất nhiều. Chúc gia đình bác luôn mạnh khỏe, ấm no, an khang và thành đạt nhất. Và trở về với những món quà thân yêu trong gia đình nhà gái tôi trong buổi trưa hôm nay, với lễ hôn quy của hai em thì trân trọng kính mời món quà đến từ phía gia đình nhà gái, trân trọng kính mời món quà đến từ phía anh Hùng. Xin mời. Chân quý từ phía gia đình gái tôi và xin mời cô dâu Thu Thảo cùng chú rể Cao Thuấn CX đón nhận những món chân quý của anh Hùng trong buổi trưa hôm nay. Nếu anh Hùng chưa có vợ, chưa có người yêu thì một vài năm nữa hai em sẽ trả lại gấp đôi như vậy, em cứ yên tâm. Và xin cảm ơn anh Hùng rất nhiều trong buổi trưa hôm nay với những món quà chân quý trong ngày cưới, về vật chất, về kinh tế, về cả tình ruột thịt nữa. Thì trân trọng kính mời món quà đến từ phía bạn Ánh, lấy người bạn thân của cô dâu Thu Thảo trong buổi hôm nay sẽ trao tay những món quà về vật chất, kinh tế và tình bạn. Thật tuyệt vời, là con gái thật tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị đã đến với chương trình Làm Giàu Không Khó tại tư gia khuôn viên của gia đình nhà gái tôi ạ. Xin cảm ơn bạn Ánh rất nhiều trong buổi trưa hôm nay. Và xin mời cô dâu và chú rể cũng như hai mẹ của mình an toàn tại chỗ ạ.
Vâng, thưa quý vị, đến với tất cả những món quà trân quý trong ngày cưới tại tư gia khuôn viên của gia đình gái tôi trao tặng cho em Thu Thảo và Ngọc Tuấn, thì mong rằng em sẽ đó là những hành trang nhất của hồi môn, đó là những tình cảm chân quý nhất mà hai bên gia đình dành tặng cho em để bước vào cuộc sống hạnh phúc mai sau đầy đủ ấm no hơn. Để đúng với cung giờ ấn định của hai bên gia đình, xin thay mặt cho ban tổ chức trân trọng được kính mời một vị trưởng đoàn đại diện cho dòng tộc quý vị gái, mời bác hiện diện trở về sân khấu sẽ có đôi lời phát biểu cho dâu trong buổi chiều hôm nay. Trân trọng tha thiết đón mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai bên vốn họ và bạn bè của hai cháu. Qua quá trình tìm hiểu của cháu Thuấn và cháu Thảo, được sự nhất trí của chính quyền địa phương cũng như thỏa thuận đồng thuận hai bên gia đình đã hoàn tất mọi thủ tục. Hôm nay ngày lành thánh tốt, bên họ nhà trai đã có lời xin dâu, tôi thay mặt cho họ nhà gái xin được chấp nhận từ giờ phút này trở đi cháu Thảo về làm dâu họ Bùi, còn tôi xin nhận cháu Thuấn là rể con của họ Đỗ. Xin trân trọng cảm ơn. Rất tuyệt vời. Cho phép bác sĩ Tu Phạm người dẫn chương trình buổi chiều ngày hôm nay thay mặt cho đôi bên gia đình và đặc biệt cho cô dâu Thu Thảo cùng chú Dinh Ngọc Thuấn, xin cảm ơn lời phát biểu trao dâu của vị trưởng đoàn đại diện dòng tộc biết gái trong buổi chiều hôm nay. Và đúng với cung giờ ấn định của hai bên gia đình, giờ này là giờ thanh nhạc đạo, xin mời cô dâu và chú rể. Thank you.
trai ly đồ hồng vui quá vui. Mùa xuân hợp hôn ban nụ tình cho lứa đôi. Kéo sơn tha thiết câu trăm năm ân tình dài lâu. Dẫu cùng chú rể ra về kính hai họ mẹ cha. Ô vui nào hơn nước dâu trên làng quê. Chú rể cô dâu đẹp như trăng rằm vừa lên. Trăm năm thì chọn lấy một ngày. Và hôm nay sẽ có phút giây nồng nàn. Ngày vui hạnh phúc gặp tràn. Phòng cưới rộn ràng thơm ngàn hương hoa. Và đã bị ngày hôm nay gần. Hôm nay hai bạn 10 phân vẹn 10. Và tin mừng xin gửi tới nơi xa. Hôm nay hai bạn một nhà nên duyên. Và cùng chúc cho dâu thảo dễ hiền trăm năm hạnh phúc trọn niềm ước mơ. Và lời tiên thì biên tập viên MC Tuấn Tú mạn phép thay lời cho gia đình cũng như đôi lời ấm tình cho đôi bạn trẻ. Xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách một lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Cho phép ban biên tập chương trình xin được hân hạnh giới thiệu hai nhân vật chính của câu chuyện tình yêu, hai nhân vật đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là chú rể Ngọc Tuấn và cô dâu Thu Thảo. Hai bạn sẽ nắm tay nhau đi ạ, từ từ đứng dậy ra mắt và cúi chào để cảm ơn những tình cảm của quý vị ạ. Xin mời ạ, một tràng hay tận lớn của quý vị để cho phép ban tổ chức đình chỉ trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Ngọc Tuấn sánh dưới cùng cô dâu xinh xắn dễ thương Thu Thảo. Xin chính thức được bắt đầu. Xin mời cô dâu rể hai nhân vật cùng và tiếp tục cuộc sống để đến với cảm xúc chân thành nhất của câu chuyện tình yêu. Thưa quý vị, với bản nhạc không lời tuyệt vời đầu tiên đã thay cho lời chào đón, lời cảm ơn tới diễn diện của hội tân duyên trong niềm vui hôm nay. Và quý vị thân mến, đúng là trăm năm hội ngộ tình cờ, đàn cờ mai gầy câu thơ anh đề và muốn chung một nẻo đi về, anh đã sang làm rể và đón em về làm dâu. Chúc hai bạn chung một nhịp cầu và trăm năm hạnh phúc được bắt đầu từ ngày hôm nay. Và thưa quý vị, văn nghệ chính là sức sống chan hòa và văn nghệ sẽ là bản nhạc tình ca yêu đời. Xin diện quý vị ngày hôm nay để chúc hai bạn của chúng ta được sum họp chúc mai, cùng chúc các chú rể Ngọc Tuấn và cô dâu Thu Thảo sẽ có một tương lai sáng lời. Và xin mời quý vị cùng nghỉ ngơi thư giãn bên trái đất ân tình và cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Đồng, ca khúc Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi, được gửi tới quý vị cũng như lời chúc mừng duyên cưới. Xin mời quý vị ta cùng lắng nghe. I'm
Vâng, thưa quý vị, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Tùng và khúc cởi trời của tôi được gửi tới quý vị trong ngày vui hạnh phúc chung đôi của tình yêu. Và quý vị thân mến, sinh ra con người là sinh ra tình yêu. Để rồi khi sinh ra con người thì ông Tơ Bà Việt đã xe sát sợi chỉ hồng. Và ngày hôm nay thì sợi chỉ hồng sẽ được minh chứng bằng cặp nhẫn cưới phu thê. Thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị được chứng kiến tình yêu của Ngọc Tuấn dành cho Thu Thảo qua hình ảnh của cặp nhẫn cưới hợp hôn. Và xin mời cô dâu chú rể hai em sẽ tiến đến chính giữa của sân khấu ngày hôm nay để cùng trao nhau kỷ vật thiêng liêng nhất trong ngày cưới. Xin mời hãy đứng chính giữa đi ạ. Vâng ạ. Xin mời Ngọc Tuấn và Thu Thảo hai bạn sẽ quay mặt về phía nhau, dành cho nhau ánh mắt nụ cười hạnh phúc đi ạ. Như ánh mắt nào đó lần đầu ta gặp nhau ở nơi nào đó, để rồi vượt qua mọi thử thách sóng gió ngày hôm nay đôi ta đã chính thức lên vợ thành chồng. Và xin mời chú rể Ngọc Tuấn sẽ người chủ động đầu tiên. Quý vị thân mến, một lời thề nên duyên kỳ ngộ, hai lời thề giống núi cách sông ngăn, ba lời thề nên duyên chồng vợ và cặp nhẫn này đây ta tặng nhau, tiếp thêm sức mạnh đẩy con tàu cuồng căng gió lộng chiều sẽ sóng. Một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị đi ạ. Chúc một đêm tình yêu hai bạn muôn đời mãi bên nhau ạ. Vâng, rất tuyệt vời, hai bạn sẽ đưa hai tay vừa đeo nhẫn về phía trước đi ạ. Thưa quý vị, cặp nhẫn cưới hợp hôn đã chính thức đưa hai bạn tới với nhịp sống mới. Bây giờ phút này thì cô dâu và chú rể chính thức lên vợ thành chồng trước sự chứng giám của đất trời cùng sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Thưa quý vị, để có được giờ phút trang trọng như ngày hôm nay, đó chính là công lao sinh thành dưỡng dục của bậc làm cha làm mẹ. Họ đã góp phần mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho chú rể Ngọc Tuấn và cô dâu Thu Thảo. Thưa quý vị, trở về với công giao từ tuổi học trò, đó là công cha thì như núi Thái Sơn mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Xin mời món quà đầu tiên sẽ được gửi trao, đó là món quà của bố mẹ thân sinh của chú rể Ngọc Tuấn, ngày nay chính thức trở thành bố mẹ của cô dâu Thu Thảo ạ. Xin mời cô chú sẽ cùng lên để trao quà thay con, để những bệnh gia đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày vui chung đôi tình yêu. Xin mời. Vâng, và thưa quý vị, món quà này để thể hiện cha mẹ chung đời hai con đó. Xin mời chúng sẽ đứng cạnh con trai của mình ạ. Xin mời chúng sẽ đứng cùng mình cạnh gia mình ở đây. Thưa quý vị, cha mẹ chung đời hai con đó xin được cảm ơn mẹ và cảm ơn cha. Hôm nay con sẽ làm dâu nhà mình và luôn luôn chân thị ân tình, chúng con xin hứa sẽ sống trọn tình yêu thương. Cha là người bắt đầu chúng con niềm vui hạnh phúc lý tưởng, mẹ là người bắt đầu chúng con sự sống tình yêu. Cô đời này một sự hy sinh thầm nặng trên đất trời đội hết cả cơn mưa. Siêu vị hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt trị giá 1 tỷ đồng đi ạ. Chúc mừng hạnh phúc trong năm đôi trẻ ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn món quà của mẹ. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời món quà của vợ chồng anh chị Thảo Tà Vũ Quốc Bà để gửi tới chúc mừng hạnh phúc trong năm. Xin chào kính mời quý vị thân mến, Ngọc Tuấn và Thu Thảo thân thương. Tình yêu bước đến chỉ là khung cửa, hạnh phúc trăm năm là cả một ngôi nhà. Sinh thành ở mẹ ở cha và lớn lên cùng một mái nhà thân thương. Ngày hôm nay em Ngọc Tuấn đi dự hạnh phúc vợ chồng anh chị Thảo Tà Tống có món quà gửi trao. Chúc hai em hạnh phúc dạt dào. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa bao ân tình, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa đi quý vị ơi. Xua tan đi đau thương của mùa hè và chúc mừng hạnh phúc trăm năm đôi bên trẻ ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời món quà của vợ chồng anh chị Trang Thuận Cố Quốc Hòa để gửi lời chúc mừng hạnh phúc trăm năm. Xin đọc kính mời. Vâng, thưa quý vị, với những món quà hết sức ý nghĩa được gửi trao như một kỷ vật để đứa bạn trẻ sẽ bước vào cuộc sống hạnh phúc trăm năm. Xin được cảm ơn món quà của vợ chồng anh chị Trang Thuận. Và ngay sau đây xin mời món quà của anh Hùng, do điều kiện công tác ở xa không về được, anh cũng gửi quà chúc hạnh phúc trăm năm và có sở cây chị Hiền đến trao thay ạ. Trân trọng kính mời. Hạnh phúc và tràn đầy tình chung. Vâng, cả rất là tuyệt vời những tràng pháo giấy liên tục bừng lên trang kim để chúc hạnh phúc cho bạn trẻ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn món quà của anh Hùng, cảm ơn chị Hiền cũng đã trao thay. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, và lời đầu tiên tôi xin phép gửi đến quý vị có mặt trong hội trường cưới lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho hai em Ngọc Thuấn và Thanh Thảo trăm năm hạnh phúc và trọn đời bên nhau. Và ca khúc tôi xin gửi đến hội trường cưới hôm nay là ca khúc Đường Về Hai Thôn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thể chúc mừng hạnh phúc cho đang bến bờ hạnh phúc, cho tình yêu mãi mãi tỏa hương, để rồi giữa căn họ hôm nay đang say theo những câu hát mà hôm nay đón dâu về với bát ngát những niềm vui, rằng dâu hiền thì dễ đào cả hai mà thông ra tình nghĩa tương lai vững bền. Và giờ đây thì xin mời họ gái hãy chào dâu và dặn dò cháu gái cũng là câu chúc mừng. Và liên tục trở về với chương trình, cho phép ban biên tập chương trình chúng con xin được trân trọng hân hạnh giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện các quan viên gia đình quý họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu ý kiến đến hội tân duyên trong điểm vui hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho phường Quang Trung, thành phố Thái Bình. Kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho xã Thanh Bình, huyện Kiến Sương. Xã Bình Thanh, huyện Kiến Sương. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai bên tám họ cùng bạn bè của hai cháu. Qua quá trình tìm hiểu của hai cháu Phấn và Thảo, được sự nhất trí của chính quyền địa phương cũng như sự đồng thuận của hai bên gia đình, hôm nay hai họ long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin được cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của bên họ nhà trai đã đón tiếp bên họ nhà gái rất là long trọng nhiệt tình. Tôi xin thay mặt cho gia đình họ nhà gái xin được cảm ơn các cụ rất là nhiều. Xin chúc phúc cho hai cháu là hạnh phúc trong năm, chúc cho hai gia đình tình thông gia bền vững, chúc cho hội hôn thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Dạ vâng, rất là tuyệt vời, chân trọng cảm ơn mừng cho họ kết thành thông gia. Nhà dâu nhà rể đâu xa và hai bên đã kết nghĩa giao hòa trăm năm. Và nhà trai nhà gái rất gần, hai bên kết nghĩa tình xuân đậm đà. Vâng, một lần nữa chân trọng cảm ơn lời phát biểu của bác và kính chúc bác và gia đình có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Và cùng chúc mừng cho tình yêu lễ cưới của Ngọc Tuấn và Thu Thảo. Tình yêu hai bạn đã thắm được một vẻ đẹp thanh cao, trước hỏi sau cưới khắc khẩu trong tâm. Và tình yêu của hai bạn ân cần, ơn cha ơn mẹ dâng vào vòng này. Và xin mời quý vị tiếp tục nghỉ ngơi thư giãn bên chén đất ân tình và trở lại giai điệu ngọt ngào nhất của tình yêu để chúc mừng ngày phúc trăm năm. Chúng xin gửi lời tình cảm tiếng hát của chị Hương Son sẽ được gửi tiếp bước sân khấu để mang về của tặng âm nhạc chúc mừng hạnh phúc trăm năm. Một tràng vỗ tay của quý vị xin trân trọng kính mời. Đời chị đoàn ơi, đời chị đoàn sẽ mãi mãi bên nhau và hòa bình yên hòa với muôn màu vườn nhà vườn cửa mai sau cứ chiếu cành. Thưa quý vị, để rồi chúc vui lễ cưới duyên lành và chúc thêm mấy chữ chân thành cảm ơn để cảm ơn những tình cảm chân quý hiện diện của quý cụ, quý ông, quý bà cùng tất cả quý vị đã bước chút thời giờ và ngọc trở về đây để chung tay xây dựng với tình hạnh phúc của chú rể Ngọc Tuấn và cô dâu Thu Thảo. Thì cho phép ban biên tập chương trình xin được trân trọng hân hạnh giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho quan viên gia đình quý họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn tới hội tân duyên trong niềm vui hôm nay. Xin được trân trọng hân hạnh giới thiệu và kính mời. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho đảng chính quyền của địa phương hai cơ sở Bình Thanh và Quang Trung. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng anh chị em, cô bác và bầu bạn xa gần của hai cháu Phấn và Thảo. Trải qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu được sự vun đắp và xây dựng của hai gia đình, hôm nay cháu Thảo và cháu Phấn chính thức là vợ chồng được công bố với hội nghị ngày hôm nay. Cháu Thảo từ nay là con dâu, là cháu dâu của dòng họ chúng tôi, và cũng chúng tôi được xin trao cháu Thuấn là con rể, là cháu rể cho gia đình nhà gái. Hôm nay chúng ta lại thêm một gánh nặng nữa. Trước đây chúng ta chỉ về làm gái là chúng ta chỉ có dạy dỗ bảo ban hay là dìu dắt giúp đỡ cho cháu gái, nhưng bây giờ chúng ta có thêm một con cháu rể nữa, như vậy chúng ta đã bước thêm một cái nữa để chúng ta có thể quan tâm. Người ta các cụ đã thường nói từ trước cái này rồi, yêu con thì phải dạy phải bảo, mà đã thương con thì phải cho đòn cho vọt. Nhưng người ta bây giờ không cho đòn cho vọt, thì người ta yêu nhau đắp nếu mà về 100 chỗ này phải kê cho bảo. Đấy là trách nhiệm của những người bề trên và những người cao tuổi. Xin phép với tất cả hội hôn được nói riêng với hai cháu một tí. Bây giờ các cháu trước đây đi về các cháu chỉ có một bế, tức là
mình là con gái, mình về nhà thì chăm chú cho gia đình nhà gái. Nhà trai thì chăm chú cho về, đi về chăm hỏi chăm chú gia đình nhà trai. Nhưng đến bây giờ các cháu đã có vợ, lên chồng, như vậy các vai các cháu đã phải gánh thêm một gánh nặng nữa, tức là gái thì gánh như chồng, trai gánh như vợ. Ăn ở làm sao là trong hai bên gia đình coi trọng để chăm sóc cho gia đình để nó luôn được thuận hòa. Cái việc dạy dỗ cho các cháu thì cái việc đó là đã ra hàng mấy chục năm đã dạy dỗ các cháu rồi. Chúng tôi chỉ dặn các cháu để trao cái gánh nặng cho các cháu trong những nhiệm vụ tiếp theo. Còn bây giờ thay mặt cho phái đoàn họ nhà trai được xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng các cụ con các bà anh chị em cô bác và bầu bạn của hai cháu là lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe và có gì là thông cảm cho anh em chúng tôi và cho gia đình sự tiếp đón của gia đình họ nhà trai chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào. Vì vậy đến đây tôi xin chúc cho rể Thảo rồi dâu Hiền, chúc cho bà con cô bác khắp miền cùng vui ra về hẹn một sân năm mừng đảng cô Tí dắt nhau ra đời, mừng ngày hạnh phúc lứa đôi, mừng cho đôi bạn chọn đời thủy chung và phần đặc phẩm đã cho đôi bạn hôm nay sáng lạng đừng quên chú rể để cất bước tiến lên quần cung dâu khắc kỷ niệm chữ vàng. Cảm ơn cô bác xóm làng và cảm ơn giọng hát vàng Beta gia đình tránh sao thiếu sót lại là tính mong vinh bỏ qua cho sự. Trời sáng trăng mình bên nhau cùng hòa chung câu hát hướng xuân tình đắm say nhạc lâng lâng lòng em nghe sao xuyên ta say cùng ánh trăng cùng muôn sao lấp lánh trên trời cao sao hỡi hãy sáng soi tình ta. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau rượu hồng vui pháo bổ muôn chim cùng hót ca mừng đôi ta tình nồng hương phơi phới tình nồng hương phơi phới tình muôn đời có nhau tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai. Đêm nay ta cùng say rượu thơm ngất ngây cùng nhịp bước cuồng quay lâng lâng men rượu cay nhịp tim đắm say minh hoa khúc tình ca xin cho lứa đôi bên nhau sẽ mãi muôn đời gần nhau.